Sao mà em ngây thơ quá vậy? Em biết cổ và ba em có quan hệ gì sao? Hơn nữa, người ta có thể thừa nhận trước mặt em là lúc trước từng bàn đám cưới với một ông tài xế sao? Nếu anh mà là em, anh đã giả bộ không quen. Tại sao em phải giả bộ không quen? Tài sản của ba em rất nhiều, em chỉ muốn tìm người đáng tin thôi. Anh sợ em luôn. Tôi biết các cô có ăn học đàng hoàng, nhưng cũng không cần sĩ diện quá. Đây chính là cơ hội làm ăn, cơ hội mở rộng quan hệ. Vừa nhìn là biết cô gái lúc nãy là rich kid con nhà giàu. Cô nhìn đi, lúc nãy cô mặc cái áo ren, ai mà không biết, cô tưởng là rèm cửa, quên muốn chết. Từ đầu xuống chân của cô đều cần phải thay đổi hết. Cô phải giới thiệu tôi với cô để làm gì? Để kiếm tiền ăn cơm. Hơn nữa, nếu như tôi làm cô cảm thấy vui vẻ, cô sẽ giới thiệu tôi cho nhiều người hơn nữa. Tới lúc đó tôi càng nổi tiếng. Hai người, một người là Estee Lauder, một người là Coco Chanel, hiểu chứ? Sự nghiệp của chúng ta càng phát triển. Cô phải nói với cô, tôi là một stylist nổi tiếng. Thôi đủ rồi. Ăn có một bữa cơm mà nói hoài. Bởi vậy chúng tôi mới sợ mời anh đó. Ba còn chưa khỏe hẳn, sao tự nhiên lại về nhà rồi? Ban đầu thì không sao, nhưng có người bắt ba phải đi làm kiểm tra tổng quát. Vì đường hồng chỉ muốn tốt cho ba thôi. Đừng động vào ba. Thương yêu gì ba chứ, muốn hại ba chết thì có. Ba, vì đường hồng có dặn con, nếu ba thấy khó chịu thì gọi cho dì ấy tới lo cho ba. Không cần. Ba khỏe, trên người ba chỗ nào cũng khỏe. Khỏi gọi cho cổ. Con không ngờ ba lại nhây như vậy đó. Có ai nói chuyện với ba mình như vậy không? Ba nhây chỗ nào? Ba rất nhây. Ba thích bị dì Đường Hồng la mắng ba. Con là con gái ruột của ba đúng không? Ba của con bị người ta la, mà sao con thấy vui quá vậy? Ba vui hơn con mà. Thật đó, con thực sự cảm thấy như vậy. Ba coi, dì tới đây la ba, dì ấy vui, ba cũng thấy vui. Ba quá nhây rồi còn gì. Ra ngoài. Ba thích bị ngược đãi. Ra ngoài. Vô cùng thích. Chị Hồng, tại sao tôi thích sợi dây chuyền này? Tôi luôn tìm kiếm một sợi dây chuyền hợp với chị. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó. Chị biết tại sao không? Khi chị đeo nó vào sẽ càng nữ thần, càng xinh đẹp, càng dịu dàng. Rất đẹp. Đẹp không? Anh là anh Hà hả? Tôi là Peter. Steve. Nếu mà nói như anh thì anh cảm thấy cô đường còn chưa đủ sức quyến rũ sao? Anh cảm thấy phải dùng một sợi dây chuyền để thể hiện sức quyến rũ của phụ nữ sao? Peter, tôi mượn một chút được không? Bao nhiêu tiền? 18.000. Peter, dựa theo kinh nghiệm của tôi thì sợi dây chuyền này là đồ giả. Anh có thể nói cho tôi biết tại sao cô đường phải tốn 18.000 để mua một sợi dây chuyền giả hay không? Tôi dạy cậu ta nha. Nhìn bộ đồ mà cậu đang mặc, tôi chỉ có thể nói hai chữ: quê mùa. Tôi cảm thấy nó rất đẹp. Cậu nhìn cái nút áo kìa, hình như là có từ thời Càn Long đúng không? Đồ đào dưới đất mới là đồ cổ. Đào dưới đất là quê mùa hả? Thiếu hiểu biết. Peter, đây là lý do mà anh muốn nói sao? Cậu có biết Coco Chanel không? Nó là nhà thiết kế thời trang tiên phong của Pháp, người sáng lập thương hiệu Chanel. Quan điểm về trang sức của bà ấy là gì? Đừng biến trang sức thật mà mình đeo trên người trở thành đồ giả. Hãy biến trang sức giả mà mình đeo thành đồ thật. Nếu một ngày nào đó cậu biến đồ Hermes thành hàng chợ thì cậu đã thắng tôi rồi đó. Ok Peter, nếu như mà nói với anh thì tôi có thể ra ngoài chợ mua một đống đồ giống như sợi dây chuyền này, và tôi chắc chắn sẽ đeo không hết. 18.000 lần đó tổng giám đốc. Mời vào. Bạn của anh nè, anh Tây.
Chào thầy tao, làm phiền thầy rồi, làm phiền thầy rồi. Chào cậu. Chào thầy tao, làm phiền thầy rồi, làm phiền thầy. Chào cậu. Đây là thầy tao, tôi đã nói thầy ấy giỏi lắm. Chào thầy tao. Đây là Đường Hồng, tổng giám đốc Đường. Chào cô, chào thầy, mời ngồi, mời ngồi. Kế bên nhà của tôi còn có 3 căn nhà không có ai ở, đang để trống. Hay cô dọn qua đó ở đi, ở miễn phí. Không cần đâu, chỗ tôi đang ở rất thoải mái. Tôi đã đóng tiền nhà nguyên 1 năm rồi. Tôi còn sống chung với một người bạn. Nếu tôi dọn nhà đi đột ngột, cô sẽ thấy không vui. Không sao đâu. Tôi chỉ nghĩ nếu cô dọn tới đây sẽ gần công ty hơn. Hay là tôi mua xe cho cô nha. Tôi đi tàu điện ngầm cũng rất nhanh và thuận tiện. Nói nhiều như vậy rồi, cô cảm thấy tôi là con người như thế nào? Thực ra anh vẫn luôn nói với tôi về những mặt tốt của anh. Vậy sao? Chẳng lẽ anh không có mặt trái sao? Ý của tôi chính là khuyết điểm. Đương nhiên là có khuyết điểm. Cô coi, Ngọc còn có tì vết, huống chi là con người, đúng không? Nếu nói về khuyết điểm thì tôi có. Cô coi, tôi không trắng bằng cô. Đây không phải là khuyết điểm sao? Thủ Miêu. Thủ Miêu à? Dạ. Con đem ly nước lại đây cho ba. Ba, ba ngồi ở nhà cả ngày, ba không chán sao? Chán hả? Ba thấy sướng. Đây mới là cuộc sống. Ăn cơm, uống trà, xem tivi. Con cho ba hưởng thụ cuộc sống đi. Ba biết nhìn ba bây giờ giống cái gì không? Giống như ký sinh trùng mà lúc trước ba từng nói. Mỗi khi ba la con đó, ăn no rồi nằm ngủ. Ăn no rồi nằm ngủ là sao? Ba cực khổ mấy chục năm, bận rộn mấy chục năm, chẳng lẽ không thể cho ba nghỉ ngơi sao? Vào phòng, lấy cái mền ra đây cho ba. Ba muốn đắp mền, lỡ như ba ngủ quên cũng không bị lạnh. Ba làm biến quá. Cho ba hưởng thụ một chút đi. Lấy cái remote lại đây. Kênh này không hay. Điện thoại sen kìa, con đem lại đây cho ba. Cảm ơn con. Ba nghỉ ngơi đi, con tới lớp tiếng Anh đây. Tạm biệt. Tạm biệt, đi đường cẩn thận đó. Alo. Tôi ở nhà. Anh coi gì Hồng có ngốc hay không? Tự nhiên quen thứ mặt dày mày dạn giống như cậu ta. Cậu ta dắt thầy bói tới nói hai người họ là ông trời tác hợp. Chắc chắn cậu ta đã mướn ông thầy bói đó. Đúng là vô liêm sỉ. Tôi gặp nhiều người mặt dày nhưng chưa gặp ai mặt dày như cậu ta. Alo, Trương Hạo. Tôi ở nhà, có chuyện gì? Lúc nãy có thầy bói tới nói với tổng giám đốc, chị ấy nên lập tức giao công ty cho một người nào đó. Nếu không chị ấy sẽ gặp nguy hiểm. Còn kêu tổng giám đốc mau chóng tìm người kết hôn để sung hỷ. Lúc nãy tổng giám đốc đã tuyên bố cho mọi người Tề Kiến Quân sẽ tiếp quản chức vụ mới. Lấy chồng sung hỷ, chuyện này tổng giám đốc cũng tin sao? Đầu cổ bị kẹp vào cửa rồi sao? Anh nghe chưa? Lấy chồng sung hỷ. Sung hỷ kiểu như trong sách mà Lỗ Tấn viết đó. Đáng sợ lắm. Chị ta điên thật rồi. Bọn chúng là kẻ lừa đảo. Lừa đảo chứ gì nữa. Chúng ta phải báo cảnh sát thôi. Báo cảnh sát. Sao lại kêu tôi? Sao anh lại không gọi điện báo? Anh là tài xế của chị.
Anh Dương, anh rảnh không? Nói chuyện một chút đi. Nói chuyện với tôi. Chúng ta xuống dưới lầu tìm một tiệm cà phê yên tĩnh rồi từ từ nói chuyện. Rồi không uống cà phê, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Cũng được. Con người của tôi hơi thẳng thắn. Chính vì vậy khi tôi làm việc dễ khiến người ta thấy ghét. Nếu như lúc trước tôi có nói gì hoặc làm cái gì xúc phạm tới anh thì tôi xin lỗi. Chỉ vậy thôi hả? Tôi biết rồi. Thực ra không chỉ là chuyện này. Tôi... Cậu vào thẳng vấn đề luôn đi. Vậy tôi nói thẳng nha. Tôi có quen một doanh nhân. Anh ta là bạn học chung lớp quản lý với tôi. Anh ta đang tìm một người tài xế có kỹ thuật lái xe tốt, hơn nữa còn phải đáng tin cậy. Người đầu tiên tôi nghĩ tới là anh. Tiền lương cũng cao hơn lương hiện tại của anh. Cảm ơn nha. Tôi rất thích công việc hiện tại. Anh Dương, thực ra chuyện tôi muốn nói cũng không phải là chuyện này. Anh cũng biết trong công ty có một vài nhân viên rất nhiều chuyện. Họ thường xuyên bàn tán về anh. Anh biết không? Họ nói cái gì? Nói anh và tổng giám đốc. Anh đừng giận. Anh đừng giận. Tôi không tin những lời đó. Ai mà không nói xấu người khác? Ai mà không bị người ta nói xấu? Hơn nữa tổng giám đốc quyết định lấy tôi rồi. Tổng giám đốc quyết định lấy tôi rồi. Hơn nữa chị nói với tôi, hai người chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Tôi tin tưởng chị. Cậu muốn nói cái gì? Anh Dương đừng tức giận. Tôi sẽ không để chuyện này trong lòng. Tôi cũng mặc kệ cảm nhận của bản thân tôi. Tôi chỉ đang lo nghĩ cho anh thôi. Dừng lại đã. Câu lúc nãy cậu nói là sao? Câu nào? Câu trước đó. Tổng giám đốc đã quyết định lấy tôi rồi. Bây giờ chiếc xe này là của tôi. Chỉ tặng tôi làm quà kết hôn. Anh Dương, anh suy nghĩ về đề nghị của tôi nha. Tổng giám đốc. Anh tìm chỉ hả? Bây giờ chỗ này là văn phòng của tôi. Khoan đã anh Dương. Bây giờ công ty đang suy nghĩ về việc thay đổi cơ cấu. Chuyện lúc nãy tôi nói với anh ở dưới lầu là vì muốn tốt cho anh. Nếu như anh không muốn tiếp nhận, vậy thì anh đành phải rời khỏi công ty. Cậu nói cái gì? Bây giờ tất cả mọi chuyện trong công ty đều do tôi phụ trách, cho nên tôi có quyền lợi này. Anh có thể lựa chọn tự mình xin nghỉ hoặc là bị tôi sa thải. Sa thải? Sorry. Sa thải. Đuổi việc. You got fired. Làm gì đập cửa sầm sầm vậy? Ai bị đau tim chắc đứng tim vì anh rồi. Sao cô không tới công ty? Tôi không muốn tới. Tôi cho mình nghỉ ngơi một ngày không được sao? Khi cuộc sống rơi xuống đáy vực chính là lúc số phận cho chúng ta được nghỉ ngơi, để chúng ta tìm kiếm con người mới của mình. Chuyện ở công ty tôi giao cho Kiến Quân giải quyết rồi. Chuyện cậu ta muốn đuổi tôi là ý của cô sao? Cậu ta đuổi anh hả? Cậu ta có nói với tôi là muốn điều chỉnh nhân sự trong công ty, nhưng sao tới đó đã giải quyết tới anh luôn rồi? Không sao, tôi sẽ nói lại với cậu ta. Sau này anh vẫn tiếp tục lái xe cho cậu ta. Không cần. Cô không cần nói. Nếu phải lái xe cho cậu ta thì tôi nghỉ luôn. Tôi không làm. Tôi đang lo cho cô thôi. Anh lo lắng cái gì?
Cô không phân biệt được ai tốt với cô, ai muốn hại cô sao? Ai là người tốt, ai là người xấu hả? Ai muốn hại tôi? Cô sắp kết hôn sao? Đúng vậy. Với Tề Kiến Quân. Đúng vậy. Tại sao vậy? Bởi vì tôi muốn làm một người phụ nữ. Tôi muốn kết hôn. I'd like to get married. Cho dù cô muốn kết hôn cũng không thể tùy tiện tìm đại một người để lấy. Tôi có tùy tiện tìm đại đâu. Nếu so sánh với ông bà nội, ông bà ngoại của tôi thì tôi đã rất nghiêm túc rồi. Trước lúc cưới nhau họ có biết nhau đâu. Tới lúc làm lễ họ mới biết nhau. Gặp được ai thì chọn người đó. Nhưng họ cũng ở bên nhau cả đời, cũng rất hạnh phúc nữa. Khoan đã, chúng ta không nói về chuyện này. Mà nói về Tề Kiến Quân, cô mới quen cậu ta được bao lâu? Cho dù cậu ta không phải tên lừa đảo thì cô cũng tìm hiểu cậu ta một cách cẩn thận. Tôi nói anh nghe, một cuộc hôn nhân có hạnh phúc hay không không có liên quan tới thời gian hai người quen biết nhau. Anh và Thạch Huệ là tự do yêu đương, nhưng cuối cùng cũng ly hôn. Ba mẹ tôi cưới nhau là do cha mẹ sắp xếp. Vừa gặp mặt là đi đăng ký nhưng vẫn hạnh phúc. Đó là ba mẹ cô, không phải Tề Kiến Quân. Tề Kiến Quân là như thế nào? Nếu cô phải lấy Tề Kiến Quân còn không bằng lấy tôi. Tôi lấy cậu ta còn không bằng lấy anh. Hai chúng ta có quan hệ gì? Tôi là một món đồ sao? Anh kêu tôi lấy anh, anh phải cho tôi một lý do. Tại sao tôi phải lấy anh? Anh có từng nghĩ sẽ cưới tôi không? Tôi có nghĩ tới chuyện này lúc chúng ta mới quen nhau. Lúc đó Thụ Miêu còn nhỏ nên tôi không dám nói. Bởi vì lúc đó tôi nói với Thụ Miêu là mẹ nó sẽ quay về. Nó còn tưởng là mẹ nó sẽ quay về, gia đình chúng tôi có thể ở bên nhau. Tôi có nghĩ tới như tôi thấy. Lúc đó ngoại trừ dì Thụ Miêu tôi còn dì cô nữa. Tôi và cô chạy ngược chạy xuôi tới tất cả các siêu thị lớn nhỏ tại Bắc Kinh để chào bán tả giấy của cô. Tôi còn khuyên cô tới viện dưỡng lão để tiếp thị. Có lúc thì tôi lấy tiền xe, có lúc thì tôi không lấy. Tại sao tôi lại không lấy tiền? Bởi vì lúc đó tôi đã thích cô rồi, được chứ? Tôi nhớ mùa đông năm đó, lúc cô còn sống ở căn nhà trọ nhỏ, phải sưởi ấm bằng lò than. Có hôm cô gọi cho tôi, cô không nói một câu nào, nhưng tôi biết cô đã bị ngộ độc khí than. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy tới nhà cô, xong vào nhà cô cổng cô đi bệnh viện. Tôi ở bệnh viện chăm sóc cô 3 ngày. Lúc đó bác sĩ còn nói với tôi có lẽ cô sẽ bị di chứng, khiến thần kinh có vấn đề, nói năng không rành rọt. Lúc đó tôi cũng nghĩ tới kết hôn. Tôi nghĩ nếu cô thực sự bị như vậy, cô không thể đi làm nữa thì cô ở nhà làm nội trợ. Hôm đó cô hỏi trong lòng tôi có cô không. Tôi không biết như vậy có tính là có hay không. Rồi sau đó, sau này công ty của cô ngày càng phát triển. Chớp mắt một cái cô đã trở nên giàu có như vậy. Tôi làm sao dám nghĩ, tôi làm sao dám mơ tưởng. Tôi giấu ở trong lòng. Cô thấy vui là tôi thấy vui. Mỗi lần trước cô, nhìn thấy cô trong lòng tôi sẽ thấy yên tâm. Hôm nào cô thấy không vui, cô cãi nhau với ai, thì tối về nhà tôi lại không ngủ được. Tôi sẽ suy nghĩ hôm nay cô bị cái gì, ai đã chọc giận cô. Anh đã thương thầm tôi suốt 10 mấy năm. Anh giấu tôi ở trong lòng anh.
Bây giờ anh đang cầu hôn tôi sao? Vậy thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Anh để tôi suy nghĩ được chứ? Còn chuyện gì không? Không còn chuyện gì nữa thì anh đi về đi. Cô muốn tôi chờ cô bao lâu mới suy nghĩ xong? Anh để tôi ở trong lòng suốt mười mấy năm thì chắc cũng không gấp gáp để biết đâu. Vậy còn Tề Kiến Quân, anh cầu hôn tôi là vì tôi hay là vì ngăn cản tôi lấy Tề Kiến Quân? Nếu trong lòng tôi không có cô thì tôi có lo chuyện bao đồng không? Anh là một người tốt, anh thích giúp người ta, thích làm chuyện chính nghĩa. Anh có phân biệt giữa tốt bụng và yêu không? Tôi thừa nhận anh rất tốt với tôi, nhưng anh cũng rất tốt với người khác. Anh không quen không biết những ông bà cụ ở viện dưỡng lão, nhưng anh cũng đối xử tốt với họ. Hơn nữa cách anh tốt với tôi giống như ba đối với con gái, anh trai đối với em gái mà thôi. Giống như lúc trước khi Thụ Miêu quen với Cao Tiểu Quân, anh cảm thấy Cao Tiểu Quân không đáng tin nên đã đánh nhau với cậu ta đó. Tôi không phải là ba của cô, không phải là anh của cô, tại sao tôi phải liều mạng vì cô chứ? Anh nạt ai vậy? Anh lớn tiếng như vậy là muốn hù ai đây? Anh nói anh thương tôi, anh muốn cưới tôi, vậy về nhà chờ tin tức đi. Tôi không muốn thấy cô bị tổn thương, không muốn cô bị thiệt thòi, không muốn cô bị người ta lừa gạt. Cô không hạnh phúc thì tôi sẽ đau khổ hơn cô gấp trăm gấp ngàn lần. Tôi không muốn làm khổ chính mình, được không? La cái gì, có gì đâu mà la, thích la lắm sao? Cảm động quá, một người đàn ông yêu thầm một người phụ nữ suốt 10 năm trời. Cảm động thật đó. Hồng Hồng, tôi thấy được rồi đó, còn chưa đủ. Làm vậy là được rồi. Tại sao anh ta vừa tỏ tình thì tôi phải đồng ý chứ? Đúng, phụ nữ thì phải biết giữ giá. Vấn đề là Dương Thụ vốn là người sĩ diện, cô cứ giữ giá hoài, anh ta sẽ nghĩ cô không thích anh ta. Xong tới lúc đó hai người lại bỏ lỡ cơ hội nữa rồi. Bỏ qua đi, hai người vui vẻ tới với nhau đi. Đừng để ý, đừng để ý nữa. Tôi cũng thấy chưa đủ. Tôi thấy Dương Thụ bô bô la la suốt ngày trời mà không nói được một chữ yêu. Tôi xin cô đừng có kiếm chuyện nữa, đừng đổ dầu vào lửa nữa mà. Tôi thấy vậy là được rồi. Tôi cũng cảm thấy không thể đồng ý dễ dàng quá. Cho dù thế nào cũng phải bắt anh ta quỳ xuống cầu hôn. Tôi phải bắt anh phải quỳ xuống. Ba, con chỉ cho ba một cách. Ba cũng biết con sắp sang Mỹ rồi, ba có thể dùng lý do này. Con đừng lượn qua lượn lại nữa, ba đang coi tivi đó. Ba nghe con nói đừng cắt ngang lời con. Ba dùng lý do này để mời dì Đường Hồng đi karaoke. Sau đó ba hát bài Yêu Em Nhưng Khó Mở Lời. Ba thấy sao? Lấy điện thoại cho ba. Alo. Alo, ai vậy? Được rồi. Được được, tôi sẽ tới ngay. Tôi sẽ tới ngay. Tôi sẽ tới ngay. Ba đi đâu vậy? Con chưa nói xong mà. Bây giờ con ở nhà sắp xếp mọi chuyện cho rõ ràng. Ba cảm thấy chuyện này không thể chỉ cần mời người ta đi hát một bài là xong.
Ít nhất cũng phải ăn một bữa tối với anh đến lung linh, phải lãng mạn vừa hoành tráng. Nghĩ giùm ba đi. Nhưng mà ba tính đi đâu vậy? Ba ra ngoài một lát. Ba đi đâu? Ba sẽ về liền. Chừng nào ba về? Khó nghe muốn chết. Anh là bạn cổ hả? Sao lại uống say như vậy? Tôi không biết nữa. Mấy người uống, chỉ có mình cổ. Thục nữ. Thục nữ à? Một mình cô chạy tới đây uống rượu sao? Anh tới rồi hả? Cô có chuyện gì? Thôi được rồi, đừng có nằm đây nữa, về thôi. Đi đâu? Ngồi dậy đi, có sao không? Kéo tôi dậy. Cô có sao không? Từ từ, từ từ. Xe ở bên đó. Xe ở bên đó. Dương Thụ, anh cảm thấy tôi và Mạnh Lai Tài có hợp không? Một mình cô chạy tới đây uống say bí tỉ chuốc khổ cho mình. Từ từ, xe ở đằng trước. Dương Thụ, anh làm gì vậy? Anh muốn làm cái gì? Cuối cùng anh có ý gì đây? Cô uống say rồi gọi điện cho tôi tới. Giám đốc Mạnh, chuyện này chúng tôi không có đi chung. Tôi không có chút rượu cổ. Tôi đưa cổ về nhà trước. Cô đi với tôi. Cái túi nè, Dương Thụ, đi về đi. Tôi không có uống rượu với cổ đâu, giám đốc Mạnh. Nằm xuống đi, nằm xuống. Cô uống say nên gọi điện cho tôi. Anh im đi, kêu tôi tới rước cổ. Tôi không có. Anh vừa mới tỏ tình với tôi xong thì đi chút rượu bạn gái người ta. Tôi không có. Có. Tôi nhìn thấy rồi, tôi nhìn thấy tận mắt. Miệng anh nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, chứng nào tật nấy, muốn che giấu nhưng bị lộ. Đồ lừa đảo. Đúng là thất đức. Tự nhiên tôi lại giúp các người. Đúng vậy. Đều tại tôi không đành lòng. Đáng đời. Ai kêu anh lừa gạt tôi? Ai? Dương Thụ hả? Không có. Nếu như không có ánh đèn lướt qua, có phải tôi vẫn đang chìm vào quá khứ? Nhưng lúc khoảnh khắc đó còn chưa biến mất, hãy cất giữ những hồi ức đó trong lòng. Em đã trở thành bức tường duy nhất trong tim anh. Thời gian trở thành hơi ấm tiếc nuối vẫn luôn ẩn hiện trong tim anh. Có khi giấc mơ đi quá vội vã sẽ khiến anh mất đi phương hướng. Bờ vai của người đàn ông phải gánh biết bao nhiêu nước mắt. Chẳng ai biết anh không biết giả vờ. Vậy rồi hả? Mới sáng sớm ba đi đâu vậy? Ba ra ngoài có chút chuyện. Nè, tôi nghe nói anh cầm một đống hàng chợ đem bán lại cho Đường Hồng. Có chuyện đó không? Cái đó không phải là gạt.
Cái đó gọi là tích lũy tư bản nguyên thủy. Tôi nói cho cô nghe, khi tư bản xuất hiện ở trên đời thì mỗi một lỗ chân lông trên người của nó đều là vết máu. Ai nói vậy? Katmas. Vậy ý của anh tức là bây giờ mỗi một lỗ chân lông trên người của anh đều là vết máu sao? Tôi nói cho anh nghe, chúng ta tới thế giới này với đôi bàn tay trắng. Thứ người ta có là gia cảnh, thứ chúng ta có là cảnh nền. Nếu chúng ta không có lấy được ước mơ, không biết cố gắng, nếu cả người chúng ta không có vết máu thì chúng ta dựa vào cái gì? Anh gạt chị ta mua đồ bằng cách nào? Anh chỉ tôi đi. Anh dạy tôi đi. Tinh Tinh, tôi có thể nhờ cô tới giải thích với Đường Hồng về chuyện tối qua không? Tối qua tôi uống nhiều quá, tôi không nhớ gì hết. Không thể nào không nhớ cái gì chứ. Là cô gọi điện kêu tôi tới mà. Tôi đã nói là tôi không nhớ gì hết. Dương Thụ, anh làm gì vậy? Giám đốc Mạnh, anh chạy tới công ty tôi để quấy rầy nhân viên của tôi sao? Không có, không có. Tôi muốn nhờ cổ. Người của nhà xuất bản tới rồi. Cô đi tiếp đón họ đi. Dạ. Khỏi giải thích, tôi là người từng trải. Cho dù anh có làm gì, tôi cũng không để trong lòng. Không có, thật mà. Anh nghe tôi nói đã, tôi hiểu, tôi cũng từng có vợ. Cuộc đời dài như vậy, nếu anh không có cảm tình với ai thì cũng là chuyện bình thường thôi mà, đúng không? Nhưng mà Dương Thụ, tôi và Đường Hồng đã tận mắt nhìn thấy anh đã lái chiếc xe của Đường Hồng. Nếu như chúng tôi không tới đó kịp. Nhưng mà sao anh lại to gan như vậy? Anh chú người ta say tới như vậy, sau đó còn chuẩn bị dìu cổ lên xe. Tôi nói anh nghe, anh biết làm vậy là gì không? Đó là như lúc người ta gặp nạn thì anh đi phạm tội. Tôi nói anh nghe, tôi thề với anh luôn đó. Lúc tôi tới nơi thì cổ đã say rồi. Anh là cổ gọi điện thoại kêu tôi tới. Khỏi giải thích, khỏi giải thích. Bây giờ tôi cho anh một đề nghị. Anh chỉ có một con đường để đi. Anh mau chóng lái xe tới nhà Đường Hồng, chịu đòn nhận tội. Bây giờ ai giải thích cũng vô dụng, chỉ có anh giải thích mới được. Ngoài ra Dương Thụ à, tôi còn có một yêu cầu với anh. Anh tránh xa tôi một chút, đừng ở chỗ của tôi lôi kéo người ta nữa. Anh muốn cái gì đây? Lúc trước tôi thích Đường Hồng thì anh lượn lờ xung quanh cổ, anh biến tôi thành người ngoài. Bây giờ tôi mới thì anh lại xuất hiện. Tôi nói anh biết, sau này chúng ta nên giữ một khoảng cách an toàn đi. Anh cho tôi thở một chút có được không? Được, nhưng mà chuyện này không phải như vậy. Anh đừng có giải thích với tôi. Đừng giải thích với tôi. Không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Anh mau chóng tới nhà của Đường Hồng, đích thân giải thích với Đường Hồng. Mau đi đi, mau lên, đi đi. Được, 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 mau đi đi. Mọi chuyện là như vậy. Nếu tôi nói dối câu nào cho trời đánh chết tôi đi. Tôi nói anh biết, khi người ta uống say, người ta gọi điện cho ai trước thì chứng minh trong lòng họ không phải cô gọi mà là phục vụ gọi cho tôi. Tại sao phục vụ lại gọi điện cho anh? Cô luôn số điện thoại của tôi vào vị trí đầu tiên trong danh bạ. Một, số một của tôi. Cô đừng nói chuyện kiểu đó mà được không? Là phục vụ gọi điện thoại cho tôi rồi kêu tôi tới tiệm karaoke của họ. Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể thấy chết mà không cứu. Tôi là con người mà. Vị trí số 1 trong điện thoại của anh là ai? Thủ Miêu. Dương Thủ Miêu, cô gọi thử đi. Tôi thứ mấy? 2. Tôi đúng là ngốc. Cô là số 2. Ai cũng biết số 2 có nghĩa là đồ ngốc. Tôi còn tưởng trong lòng anh có tôi. Tôi tưởng anh coi tôi là người yêu. Nếu tôi cảm thấy khó chịu thì anh sẽ cảm thấy khó chịu gấp 100 lần, 1000 lần, gấp 10000 lần. Mẹ ngốc đúng không? Alo, Kiến Quân. Cướp rồi, cứ bắt tôi gọi lại. Tôi đổi cô xuống số 3 nha. Tùy anh. Kiến Quân, sao lúc nãy cậu cướp máy vậy? Bất ngờ gì? Tôi đoán hả? Tôi không đoán được đâu, cậu nói đi.
Cũng được, vậy tôi phải mặc cái gì đây? Được thôi, cậu chờ ở đó đi, tôi lập tức tới ngay. Sao anh cậu chưa về nữa, tôi sắp ra ngoài rồi. Khoan đã, chuyện tôi nói là sự thật, cô có thể tin tôi hay không? Tại sao tôi phải tin anh chứ? Thôi được, cô không tin cũng được. Đường dài mới biết ngựa hay, ngày dài mới biết lòng người. Cô đi đâu vậy? Đi bao lâu? Tôi đi tham dự một buổi tiệc. Kiến Quân muốn giới thiệu người nhà của cậu ta với tôi. Ông bà ta có câu: đàn ông sợ chọn sai nghề, phụ nữ sợ lấy nhầm chồng. Vậy anh có biết câu này không? Thà rằng đã làm sai rồi hối hận còn hơn là hối hận vì bỏ lỡ không làm. Tề Kiến Quân nói với tôi đó, toàn là mấy lời bậy bạ. Có chuyện có thể sai, có chuyện không được sai. Có chuyện bây giờ cô làm sai, nửa đời sau cô trả. Thôi được, nếu kiếp sau em vẫn còn nhớ đến anh, chúng ta sẽ chết cùng với nhau. Chỉ là một tấm thiệp mà thôi. Cái áo này thế nào? Cuối cùng cậu ta cho cô uống thuốc gì vậy? Lãng mạn quá. Tôi muốn thay đồ, anh đi về đi. Let my thoughts come to you when I'm gone, like the afterglow of sunset at the margin of dreary silence. Light in my heart the evening star of rest, and then let the night whisper to me of love. I'm a child in the dark. Ba muốn nhờ con chuyện gì? Đang học tiếng Anh hả? Ba nói thẳng đi, có chuyện gì vậy? Hay là ba ngại không dám hỏi? Ba bị như vậy cũng có trách nhiệm của con đó. Cuối cùng là chuyện gì mà bắt con chịu trách nhiệm? Con thường nói với ba, Đường Hồng thích ba. Lúc nào con cũng kêu ba chủ động. Hôm qua ba đã chủ động rồi, nhưng cổ kêu ba về nhà chờ. Ba bị cổ tát một gáo nước lạnh. Rồi sau đó, tối qua ba đã nghe một cú điện thoại, là nhân viên ở quán karaoke gọi cho ba, nói cố Tinh Tinh uống say, kêu ba qua đó, cho nên ba đi. Tối qua ba đi làm chuyện này hả? Hay vì nghe điện thoại xong là ba chạy đi ngay? Còn phục vụ đó gọi cho ba, nói cô uống say bí tỉ. Chẳng lẽ ba lại bỏ mặc? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Hai người có làm chuyện gì không? Chẳng lẽ say rượu làm càn? Thôi đi, ba con không có thất đức như vậy. Ai dạy con câu đó vậy? Câu gì? Say rượu làm càn đó. Trong sách có ghi mà, ba không biết hả? Bàn việc thì uống trà, ăn chơi thì uống rượu.